Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 148 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ bên trong Nam Thiên Môn, Diệp Húc đưa món thánh bảo Dương Thiên Thần Lô vào trấn áp trong Ngọc Lâu, mang theo mọi người tiếp tục lướt qua Thái Dương Chân Hỏa. Nam Thiên Môn tuy là kho báu của Tây Hoàng, nhưng dù sao cũng chỉ là một món bất diệt chi bảo. Nếu không phải Thái Dương Thần Lô đã lâm vào ngủ say, mặt trời trong lò cũng sắp tắt, thì e rằng Nam Thiên Môn căn bản không thể thu món thánh hoàng chi bảo này vào bên trong. Chiếc Thái Dương Thần Lô này chỉ cần nhẹ nhàng rung lên là có thể dễ dàng chấn nát Nam Thiên Môn, không còn lại gì nữa. Thái Dương Thần Lô có uy năng vô cùng vô tận, chính là một trong những vũ bảo hùng mạnh nhất khi Hạo Thiên Đại Đế luyện ra ở cảnh giới Thánh Hoàng. Ai cũng không ngờ được rằng là trong Nam Thiên Môn kho báu Tây Hoàng lại có bậc dị bảo này. Lúc trước ở Cổ Côn Luân Thánh Địa mở ra, cao thủ các đại thánh địa đồng loạt ùa vào, thậm chí là triệu tập ảo ảnh cấm bảo đến cưỡng ép mở ra Nam Thiên Môn, định lấy đi tất cả vũ bảo bên trong. Nhưng thánh chủ các đại thánh địa cũng không ra tay, nếu không thì cánh cổng lớn này đã sớm bị người thu đi, chứ chẳng đến lượt Diệp Phúc. Nếu những thánh chủ nhân hoàng kia biết được Nam Thiên Môn lại có bậc bảo vật này, chắc chắn sẽ không dè dặt mà mạnh tay tranh đoạt, thậm chí có khi còn dẫn đến cả cường giả vu hoàng. Đúng là bởi vì bảo vật trong cánh cửa tầng thứ nhất Nam Thiên Môn kia quá tầm thường, không có thứ nào đáng để đám thánh chủ kia động tâm, cho nên kho báu Tây Hoàng này mới có thể cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của Diệp Phúc. Trong tầng thứ 8 này, ngoài chiếc Thái Dương Thần Lô này ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì khác nữa. Diệp Húc quét mắt tới khắp mọi nơi nhưng không thu hoạch được gì. Ngay cả cánh cửa thông từ tầng thứ 8 lên tầng thứ 9 cũng không có, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn cẩn thận suy tư một lát rồi chợt hiểu ra. Tây Hoàng không hề luyện ra không gian tầng thứ 9. Tây Hoàng người này luyện quá nhiều vụ báo, cả đời đều đi cướp đoạt linh mạch, tài liệu ở khắp nơi để luyện chế bảo vật. Mục đích chủ yếu của ông ta chính là phục hồi thiên đình viễn cổ, cho nên không hao phí nhiều tâm tư, tinh lực và thời gian vào Nam Thiên Môn. Nếu ông ta luyện ra không gian tầng thứ 9 thì Nam Thiên Môn sẽ là nhân hoàng chi bảo, hoàn toàn có thể phong ấn một món cấm bảo sống lại. Nam Thiên Môn có tổng cộng 9 tầng đối ứng với 9 tầng thiên giới, chỉ là Diệp Phúc đã đoán sai, Nam Thiên Môn không có tầng thứ 9 cũng là hợp tình hợp lý. Tây Hoàng không luyện ra cánh cửa tầng thứ 9, thế nhưng ta tinh thông huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh của ông ta cũng có thể giúp ông ta luyện ra tầng thứ 9, khiến cho Nam Thiên Môn trở thành nhân hoàng chi bảo. Thậm chí nếu tu vi của ta đủ thâm hậu thì thiên đình của ông ta luyện chế ra kia, ta cũng có thể hoàn thành giúp được, luyện tất cả thành cấm bảo. Diệp Húc có phần kích động ở trong lòng. Luyện hết vô số bảo vật của thiên đình thành cấm bảo thì e rằng nó sẽ trở thành hình thức ban đầu của thiên đế chứng đạo chi bảo, uy năng chắc chắn mênh mông vô tận, chấn áp chư thiên. Cho dù là cả đời Tây Hoàng cũng chưa từng đem thiên đình hoàn toàn luyện chế thành công. Khi ấy việc xây lại thiên đình quả là một công trình rất lớn, làm cho Diệp Húc không khỏi suy sụp. Hắn không muốn bản thân giống gã Tây Hoàng kia, đem sinh lực cả đời mình đi vơ vét tài liệu luyện chế cái này. Và hơn hết, hiện tại tu vi của Diệp Húc không thể đem Nam Thiên Môn luyện chế thành nhân hoàng chi bảo. Tuy thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng tu vi bản thân chưa luyện tới nhân hoàng kỳ. Chỉ có tu luyện đến nhân hoàng kỳ thì hắn mới có thể đem một đạo cấm pháp nhân hoàng đánh vào trong Nam Thiên Môn. Lúc đó mới đem cái cổng đó luyện hóa thành nhân hoàng chi bảo được. Cả Di La Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu và đỉnh Càn Khôn của Diệp Húc cũng chỉ là bất diệt chi bảo, chứ không phải là nhân hoàng chi bảo. Nguyên nhân là do Phách Khả Lão Tổ trong đỉnh Càn Khôn chỉ đánh vào một đạo pháp lực của nhân hoàng mà không có dùng nhân hoàng cấm pháp. Vì thế cái đỉnh bự này cũng không thể nào thăng cấp thành nhân hoàng chi bảo được, cho dù nó có uy lực của nhân hoàng chi bảo. Nhân hoàng, trong vòng 10 năm ta nhất định phải tu luyện thành cảnh giới nhân hoàng. Nếu không vô hoàng nhân kiếp của ứng sư huynh, ta tuyệt không thể đỡ được.
Diệp Húc dẫn mọi người rời khỏi Nam Thiên Môn, lập tức thu hồi lại cái cổng này, một thân một mình đi vào tầng thứ 8 của Ngọc Lâu. Cho tới lúc này, Diệp Húc đã đả thông 7 tầng trước của Ngọc Lâu, lấy được 7 lần truyền thừa, mỗi lần như thế đều không giống nhau. Tầng thứ 8 Ngọc Lâu đại biểu chính là tâm pháp Tam Bất Triệt Cảnh, mà tầng thứ 9 đại biểu cho tâm pháp còn lại của Tam Hoàng Cảnh, bao gồm cả cấm pháp hoàn chỉnh. Mà Ngọc Lâu của hắn đã muốn trưởng thành tầng thứ 15, nhưng Diệp Húc cũng không nghĩ rằng mình đã thông tầng thứ 10 sẽ xuất hiện cấm pháp cao cấp gì cả. Ngọc Lâu của những kẻ khác chỉ có 9 tầng là cực hạn, mà Ngọc Lâu của hắn là một món vu bảo kỳ lạ, đã từ lâu không còn bị hạn chế của 9 tầng Ngọc Lâu nữa. Nhưng tâm pháp trong thiên hạ có hạn, Ngọc Lâu của hắn cũng không thể từ không khí mà sáng tạo ra được. Cho dù là tâm pháp vượt qua cảnh giới thần vương, hay thậm chí vượt qua cả tam thần vương, cũng chưa chắc sẽ có. Vì vậy, mấy tầng Ngọc Lâu sau này chắc chắn sẽ không có vật gì, tất cả chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Diệp Phúc tế lên thiên địa pháp tướng, dễ dàng phá tan lá chắn hư không của tầng thứ 8 này, tiến vào bên trong. Trước mặt hắn chính là một mảnh thế giới giống như thần tiên huyền ảo, nơi nơi tràn ngập tiên khí. Nhưng mà Diệp Phúc đưa tay ra sờ sờ thử, lại phát hiện hóa ra đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ở ngoài phía xa xa có một vùng trời rộng lớn với nhiều bóng người chợt ẩn chợt hiện. Bên trong thiên cung có một gốc cây cổ thụ đứng sừng sững dưới vòng trời, cao không biết bao nhiêu mà kể. Ảo cảnh này chính là cảnh tượng kỳ lạ sau khi hắn mở ra tầng thứ 8 của Ngọc Lâu, phảng phất như đang tái diễn lại một đoạn lịch sử đẹp đẽ của thiên giới vậy. Diệp Phúc đi vào trong thiên cung, phát hiện một đám người từ bên cạnh đi ngang qua mình. Bản thân hắn giống như người vô hình, không ai phát hiện ra hắn ở đây cả. Hắn đi vào phía trong cùng của thiên cung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững ở trung tâm thiên cung, phía trên viết Di La Thiên Ngọc Hư Cung. Trong lòng liền không khỏi chấn động. Hóa ra đây chính là nơi cư trú của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương hồi còn thống trị thiên giới. Di La Thiên Ngọc Hư Cung đứng trơ trọi, Diệp Húc liền bước vào bên trong. Không hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường như thế nào, hắn đi tới một tòa đại điện phía trong Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy tòa điện này hệt như một phòng bảo tàng, có các loại vu bảo được trưng bày, mỗi cái đều mạnh mẽ khủng bố, làm cho lòng người ta dậy sóng. Tòa đại điện này là một không gian khác, vô cùng rộng lớn bát ngát, liếc mắt nhìn cũng không thấy rõ điểm tận cùng, chỉ thấy trời đất là một mảnh mênh mông. Vu bảo trong tòa điện này đang phiêu phù, một tòa vu bảo giống như đại lục trung thổ thần châu, thậm chí có cái còn lớn hơn, hệt như một tinh cầu đang trôi lơ lửng giữa không trung. Bảo vật cấp thấp nhất có uy lực mạnh hơn gấp 100.000 lần cấm bảo, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ hủy thiên diệt địa. Không biết bảo vật này tốt tới tận cùng là cấp bậc gì. Diệp Húc ở bên trong phóng tầm mắt nhìn nhiều loại vu bảo bay qua, có nhiều hoa văn, họa tiết kỳ lạ giống như thiên thư. Tuy rằng hắn xem cũng không hiểu, nhưng có thể cảm giác được tri thức cẩn chứa bên trong nó. Át hẳn đây là một loại pháp môn vô cùng cao thâm. Đáng tiếc nơi này chỉ là ảo cảnh, nếu không thì bảo vật ở đây ta tùy tiện lấy đi một món cũng đủ vô địch thế giới vu hoang rồi. Hắn đi đến chỗ sâu nhất của bảo tàng đại điện, chỉ thấy trước mặt một mảnh vỡ bảo vật cao chất vót giống như một tinh cầu thật lớn. Hắn liền ngừng lại. Bảo vật này có rất nhiều mảnh nhỏ, có thể tính đến đơn vị hàng nghìn, hệt như hơn 10 vạn ánh sao để tập trung cùng một chỗ vậy. Những mảnh nhỏ này đều có chứa một tia khí tức giống nhau, nhất định do cùng một món vu bảo bị vỡ nát mà thành rồi. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, một mảnh tàn phiến đã to như thế này, vậy thì bản thể của bảo vật chẳng phải càng thêm kinh người ư, giống như một thế giới hay sao? Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, bảo vật này thật kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy vô số mảnh nhỏ của bảo vật chậm rãi lưu chuyển, hoa văn ở trên mặt giống như từ thiên nhiên hình thành, tạo thành một đám ký hiệu kỳ diệu, giống như mỗi cái đều ẩn chứa một pháp lý bên trong, cũng có thể diễn biến ra vô số vu pháp, tâm pháp, thậm chí là cấm pháp. Nó rất là thâm ảo, đừng nói Diệp Húc xem mà không hiểu, chỉ sợ đem Ứng Tông Đạo hoặc Ma Hoàng đến đây nhìn những ký hiệu của bảo vật này cũng phải chừng chừng hai mắt, hết đường xoay sở. Từng mảnh nhỏ của bảo vật từ từ lưu động, ngẫu nhiên va chạm vào nhau, liền tổ hợp lại, cuối cùng chỉ thấy bảo vật tàn phiến giữa không trung càng ngày càng ít, vô số tàn phiến khổng lồ như tinh cầu đang từ từ khép lại. Các mảnh nhỏ lẻ tẻ liền tụ lại cùng một chỗ. Cuối cùng, tất cả mảnh nhỏ đều biến mất, trên không trung chỉ còn lại một bánh xe luân hồi hư hao tới mức không chịu nổi. Lục đạo luân hồi. Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chỉ thấy trên bề mặt của lục đạo luân hồi bị phá hủy, giống như một cái bánh nóng bị vô vàn tổ kiến chia chác với nhau vậy. Khắp nơi đâu đâu cũng là lỗ hổng, phỏng chừng như bị một vật gì đó đánh nát ra. Hiển nhiên, Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương lập chí khôi phục thế giới xa xưa khi mà viễn cổ tiên nhân còn thống trị.
dùng thời gian cả đời tìm kiếm những mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm lại toàn bộ chúng, không thể nào đem bảo vật to lớn khổng lồ này sửa chữa thành công. Nhưng cứ cho lục đạo luân hồi bị hư hao, không chịu nổi đi chăng nữa, nhưng chỉ cần để cho người xem qua một lần, dường như ngộ ra một đạo lý to lớn vô cùng vô tận. Diệp Húc đứng trước mặt lục đạo luân hồi, chỉ cảm thấy một đại đạo khổng lồ chợt xông vào tâm trí, phảng phất có đủ loại minh ngộ, ngộ ra lục đạo, ngộ ra luân hồi, ngộ ra đạo lý hàng tỷ chúng sinh bất diệt. Kẻ nào dám can đảm rình rập bảo vật Ngọc Hư Cung ta? Một tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, làm cho Diệp Húc đang chìm trong trạng thái ngộ đạo liền giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, chợt thấy một bóng người từ trong hư không đi tới bên trong tòa đại điện này. Bỗng nhiên không gian đột nhiên sụp đổ, vô số bảo vật đang chưa nổi liền biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Mẹ nó, không lẽ lục đạo luân hồi tàn phá này cũng sẽ biến mất hay sao? Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lục đạo luân hồi không ngừng sụp đổ, cuối cùng biến mất không còn một hạt bụi nào cả. Bóng người nọ mang theo vô vàn uy nghiêm hướng Diệp Húc mà tới. Hắn cười lạnh nói: người tụt cùng là ai? Vì sao dám xông vào bảo khố của đế quân? Hắn cũng dần dần biến mất, không còn chút tăm hơi nào. Chỉ trong chớp mắt, tòa đại điện cùng cả thiên giới, thiên cung liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn mỗi mình Diệp Húc đứng trên mặt đất mà thôi. Sau khi thiên giới biến mất, liền hóa thành một vầng, một hàng văn tự cuồn cuộn tiến vào mi tâm của Diệp Húc. Diệp Húc thở dài một hơi, không suy nghĩ gì thêm về tình cảnh vừa rồi, tinh tế kiểm tra tâm pháp Ngọc Lâu mang cho hắn. Tâm pháp trong tầng lầu này của Ngọc Lâu có cấm pháp Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu, có Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, có Hồng Mông Thanh Liên Kinh, cùng với bốn loại cấm pháp của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển Tam Bất Diệt. Ngoại trừ mấy cái đó ra, còn có một cấm pháp kỳ lạ, cấm pháp Luân Hồi Kinh. Luân Hồi Kinh này không biết là do ai sáng chế, so với cấm điển lục đạo tan biến của Hoàng Tuyển Ma Tông cùng với lục đạo Luân Hồi Bảo Quyển của Luân Hồi Thần Điện cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Có được cấm pháp này trong tay thì bản Vương Khai Thiên Kinh của ta lại càng thêm hoàn thiện. Luân Hồi Kinh thật sự thâm sâu huyền ảo, giống như thiên thư. Diệp Phúc suy tính trước tiên đem quyển kinh văn này để qua một bên, rồi lấy bốn loại cấm pháp của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển ngộ hết một lần, rồi lập tức rời khỏi Ngọc Lâu. Ngay lập tức hắn liền bắt tay vào làm, đem cấm pháp đó dung nhập vào bên trong bản Vương Khai Thiên Kinh nhằm hoàn thiện bản Vương Bất Diệt Thân. Trong Ngọc Lâu, đủ loại thiên địa pháp tướng của Diệp Húc bây giờ đã đem cấm pháp cuốn tam bất diệt của hàng cổ ma vực suy diễn được 7-8 phần, cũng bị Diệp Húc hợp lại dung nhập vào bên trong bản Vương Bất Diệt Thân. Trong đầu của hắn, các loại tâm pháp cấm pháp không ngừng suy diễn, sắp xếp sửa sang lại. Thời gian một con trăng rốt cuộc cũng đem toàn bộ đạo lý trong cấm pháp hiểu rõ, chỉ thiếu vạn kiếp vô lượng tâm kinh liền có thể hoàn thiện hoàn toàn bản Vương Bất Diệt Thân trong bản Vương Khai Thiên Kinh. Cũng trong lúc bấy giờ, Đông Hoàng Phủ Tung với nét mặt già nua, âm trầm, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hoàng Tuyển Ma Tông một cái, lắc lắc đầu nói: lấy thực lực hai người chúng ta, thêm cấm bảo Thái Dương Thần Lô của Thái Dương Thần Cung để đối phó với một mình Diệp Thiếu Bảo, tự nhiên là dễ dàng, thậm chí không cần xài tới Thái Dương Thần Lô, lão tổ ta cũng tự tin đánh chết hắn. Nhưng mà giết hắn đi sẽ làm kinh động đến Hoàng Tuyển Ma Tông, người khác thì cũng không sao, nhưng chỉ có Ứng Tông Đạo làm cho lão tổ ta có vài phần kiêng kỵ. Tuy rằng lão tổ ta cũng không sợ Ứng Tông Đạo, nhưng nếu như bị hắn cuốn lấy thì bản thân ngươi sẽ bị nguy hiểm ngay. Hắn ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Dương Thần Cung cực kỳ xa xưa, so về vai vế chỉ có hơn chứ không kém Ứng Tông Đạo, cùng triều đại đồng lứa với Nhân Hoàng đứng đầu. Vì vậy luôn tự cho rằng bản thân cực cao. Đối với Ứng Tông Đạo cùng Diệp Húc, hai nhân tài vừa xuất đạo gần đây, hắn vẫn luôn giữ tâm lý khinh thường. Bản thân ta rất muốn ở Hoàng Tuyển Ma Tông làm trò trước mặt mọi người trong Ma Tông, đem Diệp Thiếu Bảo đánh chết đi, để cho đám đồ đệ vô pháp vô thiên nhìn xem đắc tội với Thái Dương Thần Cung sẽ có kết cục ra sao. Đông Hoàng Kỳ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liếm liếm miệng để lộ ra hàm răng nanh dày đặc trắng toát, cười ha ha nói: Diệp Thiếu Bảo giết chết Đông Hoàng Việt, tội ác tày trời. Lấy ý của ta, không bằng đem Hoàng Tuyển Ma Tông diệt sạch mới có thể báo được thù cho Đông Hoàng Việt gia chủ. Tiểu Kỳ, ngươi không được khinh thường Hoàng Tuyển Ma Tông. Bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông tuy rằng Nhân Hoàng không nhiều lắm, nhưng thực lực cũng không yếu đâu. Đông Hoàng Phủ Tung dẫn đầu truy đuổi theo Diệp Húc, ra vẻ nói: nhất là cái tên Ứng Tông Đạo này chính là nhân tài mới xuất hiện trong Vu Hoàng thế giới. Lão tổ ta nếu không sử dụng Thái Dương Thần Lô mà nói, chỉ sợ đều không phải đối thủ của y đâu. Đương nhiên, nếu ta vận dụng Thái Dương Thần Lô thì hắn cũng vận dụng cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông.
lão tổ ta nhiều lắm, chỉ có thể áp chế hắn một bậc mà thôi. Đông Hoàng Kỳ thở dài, xấu hổ mà nói. Dạ vâng, là do Điệt Nhi liên lụy lão tổ, khiến lão nhân gia ngài càng thêm buồn bực rồi. Thái Dương Thần Cung ta chính là thánh địa cực mạnh, đương thời lại có thánh hoàng chi báo, Thái Dương Thần Cung làm sao ngay cả thánh chủ Ứng Tông Đạo cũng kinh kỵ về phần cơ chứ. Theo như con nói, cao thủ thần cung không cần ra hết, chỉ cần vài vị lão tổ cũng đủ săn bằng Hoàng Tuyển Ma Tông thành bình địa rồi. Thánh chủ tự nhiên có suy nghĩ của y, không được chê trách sau lưng người. Đông Hoàng Phủ Tung dừng lại một chút, thấp giọng nói. Bất quá, thiên thánh chủ cũng quá cẩn thận đi thôi. Chỉ cần lão phu cuốn lấy Ứng Tương Đạo kia, sau đó tiếp tục phái một gã thái thượng trưởng lão, liền đủ săn bằng Hoàng Tuyển Ma Tông rồi. Nhưng tiếc thay, thiên thánh thủ sau khi trở thành thánh chủ thì lá gan cũng nhỏ đi rất nhiều, ngược lại bị môn phái Tam Lưu Hoàng Tuyển Ma Tông bắt nạt đến tận cùng. Hắn nói xong liền lắc lắc cái đầu, hiển nhiên đối với biểu hiện gần đây của Đông Hoàng Thiên không được hài lòng cho lắm. Chủ công, chúng ta đây là muốn đi tới nơi nào đây? Lúc bấy giờ Bảo Hiền Minh Tôn hết nhìn đông tới ngó tây, liền ồm ồm nói. Diệp Húc thì trầm ngâm một lát, cười nói. Trước tiên đi tìm mấy cái cửu giai thuần dương linh mạch, sau đó đi Thiên Yêu Cung tặng quà, cuối cùng đi một chuyến tới Vạn Kiếp Môn. Sao, thuần dương linh mạch bậc 9 ư? Già La Minh Tôn thất thanh cười nói. Loại linh mạch này chính là loại hiếm lạ nhất trên đời, há có thể nói kiếm là kiếm ngay được sao? Diệp Húc mỉm cười nói. Tìm kiếm thuần dương linh mạch bậc 9 đối với kẻ khác mà nói thì rất khó khăn, thế nhưng đối với ta mà nói thì lại cực kỳ đơn giản hết mức kìa. Đám người Già La Minh Tôn liếc mắt nhìn nhau đều có chút không tin, nhưng Diệp Húc cũng không giải thích. Hắn đã sớm đem vị trí thuần dương linh mạch bậc 9 ở trung thổ Thần Châu xác định rõ ràng, tìm được thuần dương linh mạch bậc 9 cũng không khó khăn gì. Hắn có được Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, cái bản đồ này do Thăng Hoàng thời Đại Thương vì muốn thống trị thế giới đã sáng tạo ra. Đây là một vu bảo cực kỳ kỳ lạ, trong bản đồ ghi lại đủ loại địa lý trên thế giới vu hoang. Đối với bảo vật phân bố ở đâu trong thế giới vu hoang đều rõ như lòng bàn tay. Đối với kẻ khác mà nói thì tìm kiếm thuần dương linh mạch bậc 9 có thể nói là khó khăn càng thêm khó, nhưng đối với Diệp Húc thì lại là chuyện dễ dàng. Giống như gần đây có một cái thuần dương linh mạch bậc 9 nằm tại cảnh nội Tây Thục. Tây Thục là vị trí giao thoa giữa Đại Đường cùng Tây Phương. Chỗ này xa xôi tuy rằng cũng có thánh địa nhưng cao thủ không nhiều. Đối với Diệp Húc mà nói đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đã đáp ứng với Yên Nhu, sau khi tu luyện tới tam thần cảnh thành tựu nguyên thần sẽ đi tới Thiên Yêu Cung bái kiến yêu chủ. Bất quá tạo hóa chiêu người luôn luôn không thể thành công, lần này nhất định phải đi Thiên Yêu Cung một chuyến, nghe ngóng việc hôn nhân Ứng sư huynh thay ta đáp ứng. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, thầm thầm nghĩ. Ta đã đáp ứng Yên Nhu, đem cho yêu chủ cha nàng một phần lễ vật. Nếu như đã đáp ứng thì phần lễ vật này phải quý trọng càng tốt. Hình như có người theo dõi chúng ta thì phải. Đột nhiên Hạo Thiên Khuyển hít một hơi không khí thật sâu, hoài nghi mà nói. Ta đã cảm thấy được rồi, sắp thực có người đi theo chúng ta. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Hai người này tu vi tuy rằng thâm hậu, thế nhưng không một chút nào che giấu sát khí. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn đã động sát khí với ta, liền để cho ta phát hiện ra hành tung của bọn họ. Vốn dĩ vừa nãy hai người Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ đối với Diệp Húc tâm động sát khí, thì Diệp Húc trong lúc hoảng hốt chỉ cảm giác phía sau đại hỏa vô biên, hai luồng liệt hỏa chưa từng có dâng lên, hiển nhiên đây là hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng cho dù có người theo dõi thì đã sao, Diệp Húc hắn cũng không hề lo lắng, nhất cử nhất động của hai tên này đều rõ như lòng bàn tay của y. Không biết là nhân hoàng của Đông Hoàng gia hay là cường giả của Thái Dương Thần Cung đây. Gia chủ Đông Hoàng Việt đã chết trên tay của ta, cao thủ còn lại tuy rằng có nhân hoàng thế nhưng lại không một người nào giống như hai kẻ phía sau có lực lượng mạnh khủng bố vậy. Bất quá dưới tay của ta có tam đại minh tôn đều là nhân hoàng, Hạo Thiên Khuyển tuy rằng không phải là nhân hoàng mà chỉ là tam bất triệt cảnh đỉnh phong, thế nhưng so với nhân hoàng không kém hơn chút nào. Đám người của Thái Dương Thần Cung dám chiêu chọc vào ta thì đúng là tự tìm đường chết mà. Thái Dương Thần Lô đem cho ta tăng vài phần chất dinh dưỡng. Diệp Húc một bên vừa đi tới Tây Thục, một bên vừa nghiên cứu Luân Hồi Kinh. Luân Hồi Kinh này thay vì nói là nhất môn cấm pháp thì chẳng bằng nói đúng hơn là một bản ghi chép tường tận về lục đạo luân hồi. Môn tâm pháp này hẳn xuất thân từ tay Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương là vị đệ nhất thiên đế vu hoang, tìm kiếm bốn bề những mảnh vỡ của lục đạo luân hồi.
lập chí chữa trị thành công lục đạo luân hồi, sau đó đem các loại cấu tạo của những mảnh vỡ lục đạo luân hồi thu thập được mà ghi chép xuống, cho nên cũng không thể xem đây là một môn cấm pháp. Bên trong luân hồi kinh cũng chẳng có tâm pháp tu luyện gì cả, cũng không có vu pháp uy lực cường đại nào luôn. Hơn nữa, nó chỉ là một nhất môn cấm pháp không trọn vẹn, trong đó chỉ có một phù văn vô cùng thâm ảo. Phù văn này cực kỳ phức tạp, mỗi một cái ký hiệu tựa như dung nạp đại đạo tối cao trong thiên địa. Bên trong luân hồi kinh không có tâm pháp cực kỳ phù hợp với ý tưởng của Diệp Phúc. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn cũng không phải là đạo pháp tu luyện gì, mà là hoàn thiện nội dung của Bản Vương Khai Thiên Kinh để làm cho thế giới của mình càng ngày càng thêm hoàn mỹ. Hắn liều mạng hấp thu tri thức bên trong luân hồi kinh, mặc kệ là phù văn hay cái gì, hắn đều hấp thu qua loa đại khái, cả đạo văn còn nguyên cũng hấp thu hoàn toàn. Tri thức bên trong luân hồi kinh vượt qua vốn hiểu biết vốn có của hắn, vượt qua khỏi phạm trù lý giải của y. Lấy tri thức hiện tại của Diệp Phúc, hiển nhiên không thể nào đem đại đạo ẩn chứa thiên địa to lớn trong bảo vật lục đạo luân hồi này mà lĩnh ngộ triệt để. Nếu như lĩnh ngộ đại đạo thiên địa trong lục đạo luân hồi thì hẳn cũng không còn là một đại vu nữa, mà chính là đế quân, là thiên đế cao cao tại thượng kia rồi. Tất cả phù văn bên trong lục đạo luân hồi đều hóa thành đạo văn, từng bước dung nhập vào bên trong Bản Vương Khai Thiên Kinh. Càng về sau, phù văn trên lục đạo luân hồi dần dần nhiều hơn. Bản Vương chân thân của hắn càng lúc càng hoàn thiện, uy lực càng ngày càng mạnh. Đây tuyệt đối so với tổ sư lập phái Hoàng Tuyển Ma Tông, Sâm La Đại Đế năm đó quan sát lục đạo tan biến mà triệt để hiểu ra được đạo lý, càng thêm khắc cốt minh tâm. Hoàn toàn có thể nói rằng, vô luận là Sâm La Đại Đế hay là Ứng Tông Đạo, hoặc là người khai sáng lục đạo luân hồi bảo quyển Khai Sơn Lão Tổ của Chuyên Luân Vương Thần Điện, các triều đại điện chủ đều không có khả năng đạt được loại thể ngộ như Diệp Phúc như bây giờ. Bọn họ đều quan sát lục đạo tan biến mà sáng chế ra cấm pháp, còn Diệp Phúc thì lại trực tiếp nghiên cứu lục đạo luân hồi, đem cấu tạo của cái bảo vật thống ngự chư thiên thần Phật vạn vật này mà ghi nhớ trong lòng, tự nhiên không cùng viết mà nói được. Phía sau hắn, hóa ra sau khi hắn đã dung nạp rất nhiều phù văn thì lục đạo luân hồi cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ ầm ầm xuống, biến thành một bánh xe rách nát, ong ong chuyển động. Tuy rằng Bản Vương chân thân ở phía sau luân bàn đã trở nên tàn phá đến không chịu nổi, nhưng tu vi của Diệp Phúc không chút nào dừng lại mà còn hất vang tiến mạnh, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho người ta có một loại cảm giác bao trùm chư thiên, bao trùm thần vương, đế quân, chính là cảm giác của thiên đế. Có nghĩa là cho dù là thiên đế cũng không có khả năng áp được khí thế của Diệp Phúc, ngược lại cũng bị Diệp Phúc áp chế. Cái này giống hệt như huyết thống của vô sĩ, huyết thống càng cao thì thành tựu càng lớn, coi như người huyết thống thấp mà có được tu vi cao, nhưng thành tựu trong tương lai cũng bị người có huyết thống cao vượt qua mà thôi. Khí thế của Diệp Phúc tuy rằng không có khả năng mạnh hơn được với thần vương, đế quân, thiên đế, nhưng bên trong khí thế của hắn có ẩn chứa một loại khí tức luân hồi chư thiên. Chỉ cần Diệp Phúc tiếp tục tu luyện thêm nữa, tiếp tục hoàn thiện lục đạo luân hồi cùng Bản Vương Khai Thiên Kinh, thì khí thế này của hắn sớm muộn cũng có một ngày khiến cho đám người thiên giới ăn trên ngồi trước kia khi cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cuối cùng bọn hắn cũng đi tới địa bàn Tây Thục, thẳng tiến đến vị trí ẩn mình của kiểu giai thuần dương linh mạch. Tây Thục giống như một giếng trời khổng lồ, dãy núi bốn phía như những tòa kiếm cao vút sừng sững, ngay cả chim bay cũng khó lọt qua được. Nghe nói nơi này là từ thời cổ xưa có hai vị thánh hoàng giao chiến với nhau, ở phía dưới lưu lại dấu vết không ít. Chủ công, nơi đây quả thật có một thuần dương linh mạch bậc 9, bất quá đã có kẻ nhanh chân tới trước chúng ta, tìm ra vị trí thuần dương linh mạch bậc 9 này trước một bước rồi. Bảo Hiền Minh Tôn hai mắt sáng ngời, hướng bên trong thâm cốc quét tới quét lui, chỉ thấy bên trong thâm cốc bị người ta khoét ra một động khẩu thật lớn. Bên trong động có áng mây kim sắc không ngừng bay lên. Mây này chính là do thuần dương linh khí tạo thành, mà ở trong miệng động truyền đến từng tiếng giống buồn bực, giống như cự long trầm giọng vậy. Oanh 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 oanh. Phiến thâm cốc này giống như phát sinh một biến cố trọng đại, một dãy núi đột nhiên từ lòng đất chui thẳng lên. Hẳn là có kẻ đã đem thuần dương linh mạch bậc 9 ở bên trong ép ra, làm cho linh mạch khí hậu khác nhau từng khu vực sinh ra dị biến. Mặt đất chấn động không ngừng, càng nhiều dãy núi phá đất trồi lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng lạnh lùng vang lên, một đầu kim sắc cự long phá vỡ mặt đất xông thẳng lên trời cao, rồi lập tức một tiếng ầm vang hướng mặt đất đâm vào, một đầu đâm xuống mặt đất liền nhanh chóng chui vào sâu bên trong. Đúng lúc này, một cự đỉnh phá vỡ mặt đất từ sâu dưới lòng đất phóng thẳng lên cao, chỉ nghe thấy một tiếng quát: "Kiều đỉnh trấn thần châu!" Cái đỉnh khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời, nhất thời định yên trời đất, phong tỏa thiên địa âm dương, sơn phong hỏa thủy lôi,
chấn nát mặt đất cùng hư không. Mặt đất trong thâm cốc đột nhiên chìm xuống hàng trăm mét, giống như từng đồng vách sắt, không gì phá vỡ được. Còn linh mạch cửu giai thần dương kia cũng bị đại đỉnh này chấn áp, uy phong lúc nãy mất sạch. Nó cố gắng dãy giụa chui vào mặt đất, thế nhưng tốc độ cực kỳ chậm rãi. Thân thể của nó một nửa đã xuống lỗ, còn một nửa vùng vẫy trên không trung, giống như một con rồng vặn vẹo thân hình để chui vào lòng đất vậy. Hóa ra là người của Hạ gia, khó trách có thể tìm được thần dương linh mạch bậc 9. Sắc mặt của Diệp Húc kinh ngạc, uy lực của thần dương linh mạch bậc 9 rất mạnh, có thể so sánh với nhân hoàng. Tuy rằng không giống với nhân hoàng vận dụng vu pháp hoặc là vu bảo, nhưng linh mạch này không phải là thứ mà mọi người có thể địch nổi, chứ đừng nói là bắt giữ nó. Người của Hạ gia có thể phong tỏa cửu giai thuần dương linh mạch, chứng tỏ phép màu của người này đạt được mức nhân hoàng sơ cấp. Hơn nữa còn có uy lực của vu bảo mới có thể đem thuần dương linh mạch bậc 9 từ trong lòng đất ép mở ra ngoài, đem nó phong tỏa, khiến cho nó không thể nào đào thoát được. Nếu như đổ lại là một cao thủ bất triệt cảnh thì không thể nào phát ra thực lực của nhân hoàng. Cho dù có được chí bảo của nhân hoàng cũng không thể nào định trụ được thuần dương linh mạch bậc 9. Nếu là nhân hoàng trung kỳ hay nhân hoàng đỉnh phong thì chỉ cần một chiêu vu pháp liền dễ dàng định trụ linh mạch này, căn bản không cần sử dụng vu bảo. Còn vì sao Hạ gia có thể tìm được thuần dương linh mạch bậc 9, Diệp Húc cũng biết đại khái nguyên do ở trong đó. Đại đỉnh của Hạ gia tụ tập khí hậu khác nhau ở từng khu vực trong thiên hạ, có công hiệu tương đương với Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ của Thang Hoàng. Tuy rằng không giống như Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ có thể xác định rõ vị trí của linh mạch, nhưng đại đỉnh này có thể dựa vào khí hậu khác nhau từng khu vực để cảm ứng được phương vị của linh mạch. Nhưng mà đại đỉnh kia của Hạ gia hiện giờ đang nằm trong Ngọc Lâu của Diệp Húc, còn cái đỉnh mang nhãn hiệu Nhân Hoàng Chi Bảo nọ của Hạ gia chỉ là hàng nhái mà thôi. Thành thử ra đám người Hạ gia này tìm được thuần dương linh mạch bậc 9 dựa vào may mắn khá là nhiều. Thuần dương linh mạch bậc 9 có thể bồi dưỡng ra vua hoàng. Ba vị đại minh tôn vương cùng Hạo Thiên Khuyển dưới trướng Diệp Húc đều lộ ra bộ mặt hung ác dữ tợn như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm thần dương linh mạch bậc 9. Tu đệ minh tôn tắm mắt mở ra thản nhiên nói: "Loại bảo vật này trăm triệu lần không thể để người khác đoạt được." "Chủ công, lão ngưu ta xung phong giết người đoạt báo trở về đem hiến dâng cho chủ công." Bảo Hiền Minh Tôn đang định động thủ đánh cướp thì đúng lúc này chỉ thấy hơn 10 cao thủ Hạ gia từ trong động khẩu mà thuần dương linh mạch bậc 9 chui ra lúc nãy bay ra, đồng thanh kêu lên: "Thiếu chủ, quả nhiên thần thông quảng đại, quả nhiên thần thông quảng đại." "Sao, thiếu chủ? Chẳng lẽ hắn ta là con thánh chủ Hạ gia, Hạ Đông Dương sao?" Diệp Húc nao nao giơ tay lên làm Bảo Hiền Minh Tôn an tâm một chút, khoan vội nóng nảy. Ánh mắt của hắn quét tới đám người cao thủ Hạ gia, quả nhiên chỉ thấy mọi người đang ôm lấy Hạ Đông Dương bay đến đại đỉnh trên không. Tu vi lúc này của Hạ Đông Dương cũng không thâm hậu, đã tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong, so với Diệp Húc không kém chút nào, làm cho Diệp Húc kinh ngạc không thôi. "Bản thân ta gặp được kỳ ngộ bất phàm cộng với bảo vật kỳ diệu lúc trước mới làm cho tu vi bản thân tăng lên nhanh chóng, thường tự cảm thấy không ai sánh bằng. Nhưng cái tên Hạ Đông Dương này, tu vi của y rốt cuộc làm sao lại được như vậy đây?" Tu vi của Hạ Đông Dương tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng không đáng để vào mắt của Diệp Húc. Tu vi của hắn tuy rằng vẫn chưa đạt đến cấp bậc nhân hoàng, sở dĩ có thể định trụ thuần dương linh mạch bậc 9 chủ yếu dựa vào sự kỳ diệu của kiều đỉnh này. Kiều đỉnh do hắn luyện chế cũng hẳn là bất diệt chi bảo, kiều đỉnh hợp nhất liền có thể đạt đến trình tự nhân hoàng chi bảo, toàn bộ uy lực phát ra có thể chấn áp thuần dương linh mạch bậc 9. Thậm chí lão tổ Hạ gia Vũ Hoàng luyện chế cái kiều đỉnh chân chính kia gồm 9 món cấm bảo, nếu như hợp lại là một sẽ hóa thành một tòa đại đỉnh, lúc đó nó hẳn là thánh hoàng chi bảo. Số mệnh hoàng triều đại hạ đều dựa vào 9 món cấm bảo đó mà truyền thừa. "Thiếu chủ đã đạt được huyết dịch của thánh hoàng thủy tổ, cải thiện tư chất, trong thiên hạ này ngày hôm nay hiếm ai có thể so sánh được với thiếu chủ." Đám người Hạ gia sôi nổi tán dương. "Một giọt huyết dịch của thủy tổ thánh hoàng lão nhân ra ngài liền có thể bồi dưỡng ra đại vu, thiếu chủ có được cũng là do cơ duyên, rơi vào bên trong huyết trì của thủy tổ thánh hoàng ngâm mình 3 năm, chỉ sợ không bao lâu nữa thôi thiếu chủ có thể đạt tới nhân hoàng thánh chủ rồi." "Cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ ngày nay không ai có thể cùng thiếu chủ tranh phong. Cái gì mà hiên viên phô khuyết, trang đạo cổ, cái gì mà đông hoàng mục, cho hắn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp thiếu chủ. Cho dù cái tên Diệp Thiếu Bảo kia, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thiếu chủ luôn rồi." "Diệp Thiếu Bảo sao?" Hạ Đông Dương nghe thấy trong mắt hiện lên một tia quang mang, tay mở ra hướng thuần dương linh mạch bậc 9 nọ chụp tới, đem linh mạch này không chút nào khoan nhượng rút ra từ trong mặt đất, thản nhiên nói:
Tiểu tử này từng tiêu hủy Thiên Sơn Thanh Điện đồ của ta, cướp đi Khải Hoàn Ngọc Hoàng của ta, ta rất muốn gặp lại hắn. Hắn từng thừa dịp Diệp Phúc tàu hỏa nhập ma hơn 10 ngày, ngấm ngầm hạ mai phục, tính toán lấy Thiên Sơn Thanh Điện đồ luyện chết Diệp Phúc. Ai ngờ lại bị Diệp Phúc lấy Thái Dương chân hỏa thiêu rụi Thiên Sơn Thanh Điện đồ, không còn một miếng cho, thậm chí còn đoạt luôn Khải Hoàn Ngọc Hoàng của y. Lần đó cho dù Hạ Đông Dương có ý đồ hạ sát Diệp Phúc, nhưng kết quả không đánh lại, bị Diệp Phúc đoạt mất bảo vật. Bất quá Hạ Đông Dương tự cao tự đại, cho rằng mình tập kích hạ sát Diệp Phúc là điều đương nhiên, nhưng Diệp Phúc đốt trụi Thiên Sơn Thanh Điện đồ của y, còn ra tay cướp đoạt Khải Hoàn Ngọc Hoàng là điều cực kỳ không đúng, để cho mỗi lần hắn nhớ đến chuyện này đều luôn canh cánh ở trong lòng. Hóa ra là tác dụng của huyết dịch Vũ Hoàng. Ánh mắt Diệp Phúc chớp động, liền ngộ ra thầm nghĩ. Nghe nói Hạ Đông Dương gặp được kỳ ngộ bất phàm, tiến vào trong lăng mộ Vũ Hoàng. Nói vậy, hắn đã lấy được truyền thừa của Vũ Hoàng, được huyết dịch Vũ Hoàng tẩy kinh Phật túy, cải thiện tư chất bản thân, sau đó lại hấp thu năng lượng bên trong huyết dịch, mới có thể để thăng tu vi tới trình độ như vậy. So với ta cũng không kém cạnh là bao. Hạ gia thật không hổ danh đại gia tộc, từng thống lĩnh thế giới Vũ Hoàng thời thượng cổ mà. Nội tình bên trong thâm hậu, bất luận trong thời đại nào cũng không thể khinh thường bọn họ được. Nội tình Hạ gia đều vượt xa Hoàng Tuyển Ma Tông, cái môn phái ma đạo này, một vị Vũ Hoàng liền vượt qua hơn hẳn Hoàng Tuyển Ma Tông gấp nhiều lần. Vũ Hoàng chính là Thánh Hoàng thời thượng cổ, thực lực tu vi đều hơn hẳn Tây Hoàng, cũng không phải đối tượng mà Vũ Hoàng có thể đánh đồng. Dù sao Tây Hoàng chỉ đạt đến cảnh giới gần vô hạn Thánh Hoàng mà thôi, cũng không phải Thánh Hoàng thực sự. Hạ gia có được vị Vũ Hoàng là Thánh Hoàng thời thượng cổ này, ở trong gia tộc cao thủ khẳng định liên miên không dứt, huyết mạch sẽ luôn luôn tinh khiết và cũng không xuất hiện tình trạng huyết dịch càng ngày càng phai nhạt. Cũng có một thánh địa giống như thế, hẳn là Thái Dương Thần Cung. Chỉ một kỳ ngộ huyết dịch tể lễ của Thánh Hoàng mà thôi, lại dám chém gió tận trời, dám hướng Diệp Mỗ đòi khiêu chiến, thật liều lĩnh mà. Diệp Phúc nghe thấy tính toán của Hạ Đông Dương khiêu chiến chính mình, không khỏi lắc đầu bật cười nói: ta đến ngay cả huyết dịch của Vu Tố đều không xem vào trong mắt, người nhận được thánh huyết Thánh Hoàng huyết dịch như Hạ Đông Dương, hắn lại có thể dám khiêu chiến cả ta sao? Bảo Huyền Minh Tôn, ngươi xuống dưới đem Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 kia mang về. Hạ Đông Dương, ngươi muốn gặp lại ta sao? Đột nhiên Hạ Đông Dương nghe được cái âm thanh này, trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc cùng ba vị ma tộc đứng ở giữa không trung, bên người còn đi theo một con chó dữ, lấy tu vi của y cũng không nhìn ra bốn người một chó này xuất hiện như thế nào. Diệp Thiếu Bảo, đồng tử của hắn co rút lại, chiến ý sôi lên hừng hực. Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói: Hạ huynh, ngươi muốn cùng ta tranh đấu nhất định chỉ là một bi kịch mà thôi, thôi gì mà phải làm vậy. Mau chóng đem Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 ngươi bắt giữ ngoan ngoãn dâng tặng cho ta đi. Chuyện lúc trước ngươi tập kích ám sát ta, Diệp Mỗ liền xóa bỏ, sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Hạ huynh, Diệp Mỗ tặng cho ngươi một con đường sống, mong rằng Hạ huynh ngươi nên quý trọng. Hạ Đông Dương dường như bị chọc tức mà cười, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, cười lạnh mà nói: Diệp Thiếu Bảo, hiện giờ ta đạt được truyền thừa của Thủy Tổ Thánh Hoàng, sớm đã khác xưa rồi. Hiện giờ lại đến một cái Thuần Dương Linh Mạch bậc 9, nhất định tương lai sẽ trở thành Vu Hoàng. Mà ngươi chỉ có thể làm đá lót chân của Hạ Mỗ mà thôi, thậm chí cả đá kê chân cũng không bằng. Nhất định hôm nay ngươi phải chết trong tay của ta. Diệp Thiếu Bảo, ngươi không xứng đáng xách dép cho thiếu chủ của nhà ta đâu. Một cường giả Hạ gia cười ha ha nói: Thiếu chủ nhà ta không ra tay, vừa ra tay thì ngươi tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi. Diệp Húc hừ lại một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người nọ, chỉ thấy chân thân nguyên thần cùng pháp tướng chân thân của cường giả Hạ gia nọ đột nhiên bị thiêu đốt, cả người trong nháy mắt đều cháy sạch sẽ, hóa thành đám tro, tựa hồ chưa hề tồn tại vậy. Thật ngu xuẩn, mất linh, một kỳ ngộ chút xíu huyết dịch Thánh Hoàng tể lễ mà cũng dám chém gió tận trời hướng Diệp Mỗ khiêu chiến sao? Diệp Mỗ muốn cho bọn bay một đường sống sót mà các ngươi không đi, vậy đừng trách Diệp Mỗ vô tình. Diệp Húc liếc mắt một cái, chừng cái tên cường giả Hạ gia đã chết đi, dường như không có chuyện gì, lên tiếng nói: Bảo Hiền, ngươi đi giết sạch bọn hắn, đem Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 mang về. Bảo Hiền Minh Tôn mừng rỡ quát lên một tiếng, bay thẳng xuống dưới. Kiều Đình Trấn Thần Châu, Hạ Đông Dương quát lên một tiếng lớn, tế lên đỉnh ra sức thúc giục, chỉ thấy giữa không trung Tu Đề Minh Tôn đầu ngưu thân người đang hùng hổ đánh tới, tế ra một tòa bảo tháp đứng chồng ngược, ầm ầm áp chế đại đỉnh. Bên cạnh hắn, những cao thủ Hạ gia khác tuy rằng tu vi đã đạt tới cảnh giới thiên địa pháp tướng, cũng bị khí thế của ngưu đầu quái nhân chấn động tại chỗ, không có một chút lực hoàn thủ.
còn những kẻ khác tu vi hơi thấp liền bị ép tới hộc máu, thậm chí mấy cao thủ tu thành nguyên thần liền bị khí thế của Bảo Hiền Minh Tôn đè chết nổ tung tóe. Là Nhân Hoàng, con trâu này thế nhưng lại là Nhân Hoàng trong ma tộc sao? Trong lòng Hạ Đông Dương kinh hãi, lập tức mừng rỡ cười ha hả, toàn lực thúc dục đại đỉnh cùng 18 tầng thiên ngục của Bảo Hiền Minh Tôn giao đấu. Hắn cười to nói: "Hiện giờ ta tu thành Tam Bất Diệt Chân Thân, Bất Diệt Cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cấp bậc Nhân Hoàng. Diệp Thiếu Báo, trước tiên ta sẽ giết chết con trâu của ngươi, sau đó liền giết ngươi." Hai kiện bảo vật chạm vào nhau, tạo ra từng đợt dư sóng phát ra, quét ngang hết thảy, đem một tòa núi lớn biến thành bình địa. Hạ Đông Dương lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chiến ý hừng hực, lập tức lại tiến lên đại đỉnh, hướng Bảo Hiền Minh Tôn đánh tới. Hắn gặp được kỳ ngộ Bất Hàm, được huyết dịch của Thủy Tổ Thánh Hoàng Vũ Hoàng, lại được truyền thừa của Vũ Hoàng, vì vậy lòng tin càng lớn. Mặc dù đối thủ là Nhân Hoàng, cũng tin rằng đấu một trận sẽ thắng. "Đại tôn ta chính là Đại Minh Tôn Vương dưới trướng của chủ công, chỉ một tên tiểu tử Tam Bất Diệt Cảnh Chân Thân Bất Diệt mà cũng dám cùng bản tôn tranh phong sao?" Bảo Hiền Minh Tôn cười lạnh một tiếng, đối với thế công của Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu nhìn mà không thấy, rồi đột nhiên đem thiên ngục vứt lên. Chỉ thấy tòa thiên ngục bảo tháp 18 tầng này ngang nhiên ngang trời lật úp xuống. Trong tháp truyền ra tiếng gầm giận dữ, một đầu mãnh hổ cự thú từ trong bảo tháp bay ra, mở cái miệng rộng đem đại đỉnh của Hạ Đông Dương nuốt vào, lập tức vuốt hổ nâng lên hung hăng hướng Hạ Đông Dương chụp tới. Cứ việc Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu của Hạ Đông Dương bị 18 tầng thiên ngục chấn áp, nhưng y vẫn như trước không hề kinh hoàng, cười to nói: "Diệp Thiếu Báo, ta đây đem bảo kiếm đắc lực nhất của ngươi chu diệt, cho ngươi nhìn xem thực lực của Hạ Mỗ hôm nay." Hắn cười quỷ dị, sau đầu đột nhiên hiện ra năm đạo công đức kim luân, hiện trong hư không rồi đột nhiên biến mất, tựa hồ dung nhập vào trong không khí vậy. Ngay sau đó, thân hình của y xuất hiện bên cạnh Bảo Hiền Minh Tôn, thân hình lay động, xuất hiện ra 9 thân ảnh, từng thân ảnh đều có tu vi Tam Bất Diệt Cảnh Chân Thân đỉnh phong, 18 bàn tay đều xuất hiện chấn áp thiên địa âm dương, phong hỏa, lôi sơn thủy, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nhất tề tấn công lên trên người Bảo Hiền Minh Tôn, đem Bảo Hiền Minh Tôn đánh cho máu thân tung bay, gầm lên giận dữ liên tục không ngừng rút lui. "Sao, chư thiên thần vương công đức ấn ư?" Diệp Húc khẽ nhíu mày, thủ đoạn của Hạ Đông Dương đúng là tuyệt kỹ sở trường của hắn, hư không ấn cùng trường không ấn trong chư thiên thần vương công đức ấn. "Diệp Thiếu Báo, đây chính là vũ pháp cấp thần vương, chính là của cha truyền thụ cho ta, ngươi nhất định không ngờ đúng không?" Hạ Đông Dương cười ha hả, thân hình không ngừng xuất hiện rồi biến mất, tránh né công kích của Bảo Hiền Minh Tôn, đồng thời bản thân biến hóa thành 9 người. Các loại thần vương công đức ấn lần lượt thi triển công kích Bảo Hiền Minh Tôn, làm cho Bảo Hiền cực kỳ bị động, chỉ có thể không ngừng phá toái hư không, làm cho Hạ Đông Dương không thể ẩn nấp được. "Hạ gia thánh chủ truyền lại ư? Không có khả năng này, Hạ gia thánh chủ căn bản không có khả năng có được chư thiên thần vương công đức ấn. Vũ pháp cấp thần vương này chính là do Đế Khốc thần vương truyền thụ cho Thăng Hoàng đại thương, ta dưới cơ duyên xảo hợp mới có được môn ấn pháp này. Tiểu Quang Minh thánh địa có giữ lấy một chút bản còn sót lại của Hạ gia thì căn bản không có khả năng có được môn ấn pháp này." Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng cho lắm. Nếu như Hạ gia thánh chủ đã sớm có được môn chư thiên thần vương công đức ấn này, chỉ sợ hắn đã sớm xưng bá thế giới vô hoang. Thử nghĩ mà xem, chư thiên thần vương công đức ấn ở trên tay Nhân Hoàng Hạ gia thánh chủ thì sẽ khủng bố ra sao. Nhưng Hạ gia thánh chủ chưa bao giờ sử dụng môn ấn pháp này, chứng tỏ y chỉ mới gần đây học được chư thiên thần vương công đức ấn. Diệp Húc tự nhiên không có khả năng đem ấn pháp này truyền ra ngoài. Lão hồ ly đứng đầu Tiểu Quang Minh thánh địa lại là thánh chủ chính đạo, tự nhiên cũng không thể đem môn ấn pháp này truyền cho Hạ gia. Một khi đã như vậy, vậy làm sao Hạ gia thánh chủ có được môn ấn pháp này đây? Trừ khi đột nhiên Diệp Húc chợt nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: "Trừ khi Hạ gia thánh chủ đã không còn là Hạ gia thánh chủ nữa, mà đã bị đồng hóa thành dòng dõi Đế Khốc thần vương. Chỉ sợ ở trên con đường thông thiên mở ra thì huyết dịch Đế Khốc thần vương lặng lẽ không phát ra hơi thở, xâm nhập vào trong cơ thể vị thánh chủ này, đem bản thân hắn đồng hóa. Chỉ có như thế mới giải thích vì sao Hạ gia thánh chủ mới có được vu pháp của Đế Khốc thần vương." Lúc trước khi thông thiên chi lộ mở ra, tình hình hỗn loạn một mảnh, thật sự không thể biết rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma thiên giới đã nhảy vào nhân gian, cũng không biết là có con nối dòng của Đế Khốc thần vương xen lẫn vào trong đó hay không. Chuyện thánh chủ Hạ gia bị huyết mạch của Đế Khốc thần vương đồng hóa cũng chỉ là Diệp Húc đoán, chứ chưa hẳn là đã là chân tướng.
Nếu mà đúng là như vậy thì thật là thú vị. Thang Hoàng chính là con trai của Đế Khốc Thần Vương, người đã lật đổ hoàng triều Đại Hạ. Hiện giờ tinh huyết của Đế Khốc Thần Vương lại xâm nhập vào thánh chủ Hạ Gia. E là Hạ Gia sẽ hoàn toàn rơi vào tay của giặc, trở thành con nối dòng giúp đại thương phục hưng rồi. Diệp Phúc thầm nghĩ trong lòng. Đồ con trâu đần độn kia, người quá yếu, khiến cho chủ công thật thất vọng. Đường đường là nhân hoàng mà ngay cả một tên đại vu tam bất diệt cánh, thân thể bất diệt cũng không bắt được. Tu Đại Minh Tôn thấy thế, đột nhiên tự mình đi vào chiến trường, giơ tay ra nắm lấy gáy của Bảo Hiền Minh Tôn, rồi ném hắn ra ngoài, cười lạnh mà nói: "Ở yên một bên mà xem ta bắt tiểu tử này như thế nào." Hắn trực tiếp hiện ra thân thể của hoàng tộc Đế Thích với 4 cái đầu và 8 cánh tay, toàn bộ hư không đại địa cùng cao thấp trái phải đều ở trong tầm mắt. Hạ Đông Dương thi triển hư không ấn và trường không ấn, đánh lén thì cũng không làm gì được hắn. Hoàng tộc Đế Thích thân là một trong tứ đại hoàng tộc của ma tộc, đó cũng không phải là danh hão, là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc ma tộc. Bảo Hiền Minh Tôn tuy thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao cũng chỉ là cổ ma tộc bình thường, xét về tiên thiên thì yếu hơn tứ đại hoàng tộc một bậc. Tu Đại Minh Tôn tay không tới bất cứ vu bảo nào lên, nhưng một khi ra tay thì Hạ Đông Dương liền không thể chiếm cứ thế công nữa. Công đức kim luân của gã chỉ mới luyện ra năm, hơn nữa tu vi tuy đã tới tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt đỉnh phong, nhưng trình độ thâm hậu thì kém xa với Diệp Húc. Công đức kim luân của Diệp Húc chỉ kém một bước nữa là tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thành tựu 8 vòng đại viên mãn công đức kim luân. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn ở trong tay của hắn có uy lực lớn vô cùng, hơn nữa tu vi Diệp Húc đã thâm hậu, đủ để sánh với nhân hoàng tam tứ phẩm. Diệp Húc thi triển hư không ấn là có thể chân chính dung nhập hư không, chạy giữ hư không chẳng để lại dấu vết gì, cho dù có đánh nát hư không thì cũng không thể ép hắn đi ra được. Chỉ có nhân hoàng thánh chủ dùng một kích toàn lực hoặc là cấm bảo thì mới có thể bài trừ hắn khỏi hư không. Dù vậy, thực lực của Hạ Đông Dương cũng khá tốt, nhất thần phân hóa phân thân thành 9 phân thân cùng thân thể tương dung, hiện ra 9 đầu, 18 cánh tay, vô cùng dũng mãnh. 18 cánh tay thi triển Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, không ngừng lấy cứng chọi cứng với Tu Đại Minh Tôn, không hề rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, gã lại hấp thu tinh huyết của Thủy Tổ Thánh Hoàng, Vũ Hoàng của Đại Hạ, lực lượng huyết mạch bắt đầu phát ra từ trong chiến đấu. Thế công của gã càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có xu thế đột phá thân thể bất diệt, tiến vào trình độ nguyên thần bất diệt. Bảo Hiền Minh Tôn trở lại bên người Diệp Húc, hắn tới 18 tầng thiên ngục, lấy ra đại đỉnh của Hạ Đông Dương, xấu hổ nói: "Thưa chủ công, lão Ngưu vô năng, không thể làm thịt được tên tiểu tử kia. Tuy nhiên lão Ngưu cũng được kịp thu đi thuần dương linh mạch bậc 9 của y rồi, may mắn không làm nhục mệnh." Diệp Húc giơ tay lôi ra nhánh thuần dương linh mạch bậc 9, trông nó như một con cự long treo lơ lửng giữa không trung, bị hắn trực tiếp dùng pháp lực giam cầm, không thể động đậy, hung uy mất hết. Hắn hơi dùng sức liền khiến cho chiếc linh mạch này thu nhỏ lại, cuối cùng bị hắn thu vào trong ngọc lâu. Thuần dương linh mạch bậc 9, không ngờ lại là thuần dương linh mạch bậc 9. Lúc bấy giờ, Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ lần theo Diệp Húc mà đến, cũng phát hiện ra nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 này, đôi mắt hai người tỏa sáng, trái tim thì đập lên thình thịch. Số đỏ rồi. Đông Hoàng Kỳ liếm liếm môi, gương mặt có phần vặn vẹo, giọng nói khàn khàn. Gã run run nói: "Thuần dương linh mạch bậc 9, ngay cả ta cũng không có tư cách có bậc linh mạch này. Ê, thật không ngờ đấy đây lại có một kìa." Thái Dương Thần Cung được xưng là môn phái hùng mạnh nhất trong ma đạo này, lại đứng đầu tam cung. Hạo Thiên Đại Đế để lại chừng hơn 20 cành thuần dương linh mạch, mà tâm pháp Hạo Thiên Đại Nhật chân kinh của Thái Dương Thần Cung khi tu luyện đến tam dương cảnh thì phải cần đến linh khí để tu luyện. Bởi vậy, 20 cành linh mạch kia chỉ tạm thời đủ để cho đệ tử và trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Thái Dương Thần Cung tu luyện hàng ngày. Không ai có thể chiếm làm của riêng, chỉ có thánh chủ Đông Hoàng Thiên mới có tư cách có riêng một linh mạch. Nhưng Đông Hoàng Mục vì là thân thể ngũ hành, thể chất đặc thù nên cũng được ban cho một. Đông Hoàng Phủ Tung và Đông Hoàng Kỳ nhìn thấy cành thuần dương linh mạch bậc 9 này, trong mắt đều đỏ. Dùng linh mạch của Thái Dương Thần Cung tu luyện thì linh khí được cung cấp mỗi ngày đều có hạn, không có khả năng tận tình hấp thu linh khí. Hơn nữa, khi nhân hoàng trở thành vu hoàng, cần lượng linh khí gần như vô cùng vô tận, chỉ có thuần dương linh mạch bậc 9 mới có thể cung cấp nổi linh khí tinh thuần đến như. Có một cành thuần dương linh mạch bậc 9 là có được hy vọng trở thành vu hoàng, bởi vậy bọn họ bắt buộc phải có được nó. Thưa lão tổ, giờ đã rời xa Hoàng Tuyển Ma Tông, ở đây mà giết Diệp Thiếu Báo thì dù Ứng Tông Đạo có vu pháp thần thông thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy tới cứu viện kịp, không bằng... Đông Hoàng Kỳ lạnh lùng nói: "Không bằng giờ ta lập tức ra tay tiêu diệt y, sau đó xử lý Hạ Đông Dương lấy đi linh mạch kia." Đông Hoàng Phủ Tung khẽ lắc đầu, nhìn Hạ Đông Dương và Bảo Hiền Minh Tôn đang chiến đấu kia, trầm giọng nói:
không vội ra tay. Tiểu tử này bỏ trốn là giỏi nhất, không nắm chắc được một kích chí mạng thì tốt nhất là đừng ra tay. Lão lẩm bẩm, không ngờ bên người Diệp Thiếu Báo còn đi theo ba vị nhân hoàng ma tộc, thực lực lại không hề kém. Chẳng lẽ ma tộc và Hoàng Tuyển Ma Tông có câu kết sao? Tên Hạ Đông Dương này cũng không thể khinh thường được, không ngờ cũng có thể chống lại nhân hoàng ma tộc, thậm chí ép cho tên nhân hoàng này chỉ có thể phòng thủ. Người này đoán chừng thực lực không sai biệt so với Diệp Thiếu Báo nhiều lắm đâu, chắc chắn cũng sẽ trở thành kình địch của Mục Nhi, nhất định phải diệt trừ. Đông Hoàng Kỳ chớp động ánh mắt cười nói, Hạ Đông Dương sao có thể đặt song song được với Mục Nhi chứ? Hắn chỉ đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, mà Mục Nhi thì đạt được thủy tổ của Thái Dương Thần Cung ta. Hạo Thiên Đại Đế truyền thừa, Thiên Đế truyền thừa khủng bố cỡ nào, chỉ là Thánh Hoàng đương nhiên không thể sánh với Thiên Đế được rồi. Đông Hoàng Phủ Tung thầm than một tiếng, Đông Hoàng Mục đã vào trong Thiên Khư 4-5 năm, đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Thiên Khư chính là nơi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống. Ở trong Đông Hoàng Gia và Thái Dương Thần Cung đã có rất nhiều cao thủ của các thế hệ đi vào đó với ý định tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, lấy được Thiên Đế truyền thừa, nhưng chẳng hề có kết quả. Ngay cả cường giả cấp thánh chủ đều có không ít người đang ngã xuống ở nơi đây. Khủng bố nhất là Thái Dương Thần Cung từng xuất hiện một vị vu hoàng có tư chất nổi bật, tu luyện chưa đến 1000 năm đã trở thành vu hoàng, được coi là người thừa kế cơ nghiệp của đại đế, là thiên tài có hy vọng phục hưng cho bộ tộc Đông Hoàng nhất. Nhưng vị vu hoàng này tiến vào Thiên Khư cũng chết ở nơi đó, thi cốt không còn. Có thể thấy rõ Thiên Khư cũng không phải là vì Thái Dương Thần Cung là đạo thống Hạo Thiên Đại Đế lưu lại mà giảm đi nguy hiểm. Sự hiểm ác trong đó không đi vào thì căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu Mục Nhi có thể đi ra khỏi Thiên Khư, cho dù là Diệp Thiếu Báo hay Hiên Viên Vô Khuyết, tất cả đều là gạch ngói cả, chẳng thể chịu nổi một kích đâu. Đột nhiên Hạ Đông Dương ở trong sân kia thét lên một tiếng, tiếng thét dài không dứt, hơi thở bỗng nhiên trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Cũng là gã đã mượn áp lực của Tu Đề Minh Tôn khiến cho bản thân đột phá, thành công tu thành Nguyên Thần Bất Diệt. Đại Vu Tam Bất Diệt Cảnh chia ra làm ba cảnh giới lớn: Thân Thể Bất Diệt, Nguyên Thần Bất Diệt và Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt. Thân Thể Bất Diệt tuy mạnh, nhưng nếu bị người đánh nát Nguyên Thần và Thiên Địa Pháp Tướng thì dù có khôi phục được thân thể, thực lực cũng sẽ yếu đi đến đáng sợ. Mà Nguyên Thần Bất Diệt thì hùng mạnh hơn xa Thân Thể Bất Diệt. Nguyên Thần bị đánh nát thì có thể sống lại, có được đầy đủ pháp lực, không để người xâm lược. Hùng mạnh nhất chính là Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt, pháp lực gần như không chút suy kiệt, vẫn ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao như trước. Sắc mặt Tu Đề Minh Tôn ngưng trọng, hiện giờ thực lực của Hạ Đông Dương tăng lớn, tuy vẫn không bằng hắn, nhưng Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn thật quá tinh diệu, nhất là Trường Không Ấn và Hư Không Ấn, lại khiến cho hắn không thể làm gì được Hạ Đông Dương. Vừa rồi hắn chủ động thay thế Bảo Hiền Minh Tôn, giờ lại không bắt được Hạ Đông Dương, có thể tưởng tượng ba tiên khốn Bảo Hiền, Già La và Hạo Thiên Quyền này nhất định sẽ không buông tha mà châm chọc hắn một phen. Nhưng hắn vẫn còn vu bảo chưa dùng đến. Phong Thần Đài có uy lực khủng mạnh, nhưng ai là cũng không thể bắt được Hạ Đông Dương. Bởi vậy hắn không hề động đến, mà chỉ dựa vào tu vi và thực lực của bản thân đánh với Hạ Đông Dương. Diệp Thiếu Báo, tuy ngươi mời kẻ đến giúp là Nhân Hoàng, nhưng cũng không thể làm gì ta, Nhân Hoàng cũng không thể làm gì ta, ngươi có biết đó là ý nghĩa gì không? Hạ Đông Dương thật hăng hái, gã cười ha hả, cất cao giọng nói, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta, huyết thống của ta cao quý hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, thực lực của ta cũng là xưa đâu bằng nay, không bằng chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận, để xem đến tụt cùng là thực lực của ngươi cao hay ta hơn ngươi một bậc đây. Niềm tin của gã bành trướng, đột nhiên gã bỏ Tu Đề Minh Tôn ra, lẻn vào trong hư không, đồng thời thi triển Hư Không Ấn và Trường Không Ấn, lao thẳng đến chỗ Diệp Húc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.